Hãy kể lại một kỷ niệm mà bạn cảm thấy mắc cỡ nhất. Dương kể trước. Hôm nay mình cũng được một hình phạt của cô giáo các bạn ạ. Các bạn biết hình phạt đấy là hình phạt gì không? Chắc chắn các bạn chưa biết đâu, chỉ bạn nào ở lớp mình thì mới biết thôi. Lúc đấy cô giáo có cho mình đọc bài đấy, nhưng mà bài đấy mình chưa đọc bao giờ cho nên mình cũng đọc chưa trôi chảy lắm, cho nên cô phạt đứng lên ngồi xuống 50 lần đấy. Nhưng mà đến lúc giờ ra chơi mình lại quên mất, thế là chiều nay cô giáo không không phạt chúng mình nặng đâu, chỉ nhẹ thôi, làm mặt xấu các bạn ạ. Trời đất ơi, lúc đấy là mình chưa cởi khẩu trang ra bao giờ đấy, ở lớp mình chưa cởi khẩu trang đấy. Lúc đấy mình cũng hồi hộp lắm, không biết mình nên làm mặt xấu như thế nào. Cô giáo bảo là bạn nào làm mặt xấu ấy thì cô giáo cho xuống đấy. Các bạn biết mình làm mặt xấu như thế nào không? Trời đất, nghĩ đến cái cảnh đấy mà mình buồn cười đau cả bụng luôn. Cô đếm 2, 3, chúng mình cùng làm mặt xấu, nhưng mà có mỗi mình làm mặt xấu thôi. Hai bạn kia thì vẫn đứng ở đấy chưa làm. Xong rồi mình làm mặt xấu, kiểu cô giáo thấy mình, đây là lần đầu tiên cô giáo thấy bộ răng của mình luôn đấy các bạn ạ. Trời ơi, cô giáo bảo là, đây mình sẽ miêu tả lại cái lúc mà mình làm mặt xấu nha. Mình làm kiểu này này, các bạn nhìn nhá, 1, 2, 3. Trời đất, nhìn nó buồn cười lắm các bạn ạ. À, cô giáo nhìn nhìn mặt mình làm xấu đấy, thế là cô bảo là, trời đất ơi, hôm nay cô mới biết Dương có quả răng. Kinh khủng thật, chỉ cần cười thôi cũng đủ xấu rồi. Mình mới cảm thấy xấu hổ các bạn ạ. Trời đất ơi, lúc đấy cười lên cười xuống, cười đau cả bụng luôn các bạn ạ. Cười không tìm được rốn. Thật sự luôn. Nên sau cái lần đấy mình đã quyết tâm về nhà mình nên đọc bài mới trước các bạn ạ. Cho nên các bạn phải cố gắng học lên nha. Phải học thì chúng mình mới biết bài để làm các bạn ạ. Rồi. Và mình cũng là một trong bốn người mà cô giáo chọn đi thi câu lạc bộ tiếng Việt luôn. Trời đất, mình cảm thấy hồi hộp. Mà cô giáo bảo chúng mình là các bạn mà học một thì chúng mình phải học ba để có thể đi thi được ấy các bạn ạ. Đấy, nở mày nở mặt với các thầy cô giáo khác. Này. Trời, nói nãy giờ kem chảy gần hết các bạn ạ. Đây mình mời các bạn nha. Ngon. Ngon các bạn ạ. Đây em mình nha. Đây, em ăn đi. Em có ăn không? Hay vậy? Hay là vào lấy kem mới nhá, bỏ mẹ lấy kem mới. Thế đây, chị cho này. Này ăn đi. Ngon không? Có ngon không? Cứ để đây, cứ để. Ồ, không ăn à? Thế thôi, chị ăn nha. Đấy, tự nhiên đang quay với các bạn ra nói ngon, khẽ cho lên ống kính luôn. Các bạn thấy em mình có teo không? Năm nay là em mình lên lớp 4 tuổi rồi đấy. Cũng lớn rồi các bạn nhỉ. Mình cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh luôn. Mới đấy mà em mình đã lớn bằng này rồi. Đấy. Còn các bạn có câu chuyện gì ở lớp không? Hãy comment ngay xuống bên dưới để cho mình biết nha. Và bây giờ các bạn đừng quên. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.